Xin chào các bạn. Đối với một doanh nghiệp, nếu mà có doanh thu nhiều, phát sinh nhiều thì vấn đề chi khoảng vài triệu hay là chục triệu để mua một cái phần mềm để quản lý về sổ sách, kế toán thì không thành vấn đề gì. Tuy nhiên, trong năm 2021 vừa rồi, cái dịch bệnh khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Những doanh nghiệp mở ra tuy nhiên là ít phát sinh, thì có thể là ở video này thì dịch vụ kế toán Vĩnh Phúc xin chia sẻ với các bạn một giải pháp. Đó là sử dụng phần mềm kế toán Excel này, có thể là dùng được cho các đơn vị mà ít phát sinh. Thì ở trong cái phần mềm kế toán Excel này thì là gồm các tab sheet như là sheet quản lý. Ở đây thì có thể là nhìn thấy tất cả các cái sheet tiếp theo. Ở đây các bạn có thể chuyển sang nhật ký chung, các bạn ấn vào nhật ký chung này để sang nhật ký chung. Hoặc là các bạn có thể quay lại menu quản lý. Đấy. Các đường link này cũng tương tự như vậy. Thì để sử dụng phần mềm này thì đầu tiên là các bạn là sang cái chỗ thông tin doanh nghiệp này này, các bạn đổi cái tên thông tin đơn vị của các bạn vào đây. Nếu đơn vị của các bạn là tên công ty thì các bạn thêm vào đây. Dưới chỗ này là địa chỉ của đơn vị các bạn và đây là mã số thuế. Mục đích các bạn thay đổi cái thông tin này thì để ở đây các bạn ghi năm tài chính ở chỗ này, năm tài chính năm 2021 và từ tháng 1 là năm 2021 cho đến 31 tháng 12 năm 2021. Đây là cái tên tên chức danh, để đoạn sau các bạn in sổ sách nhìn ra cái tên chức danh của các bạn ở đây. Mục đích thay cái tên vào đây thì để các cái báo cáo nó sẽ hiện lên cái tên của các bạn ở đây. Đây, sẽ lên tên của các bạn, tên đơn vị các bạn trên các báo cáo này. Tiếp theo để vào các cái nghiệp vụ phát sinh thì các bạn sang chỗ nghiệp vụ này, chỗ phát sinh này. Các bạn là vào đây. Mỗi dòng là một cái nghiệp vụ thì các bạn có thể ghi vào cái số chứng từ, ngày phát sinh chứng từ, diễn giải nội dung chứng từ và đây là định khoản. Và các bạn sang cột cuối cùng bên này là cột đỏ này là cột tiền, các bạn ghi tiền vào đây. Khi mà hai cái số 0 ở đây này, chỗ này ghi là 0 tức là các bạn đang định khoản đúng này. Còn nếu mà bị lệch đi thì nó là các bạn đang định khoản sai. Đấy, ví dụ như tôi xóa một cái định khoản ở đây thì chỗ này nó sẽ nhảy lên là định khoản đỡ sai. Nếu các bạn mà không hiểu nhiều về kế toán hoặc là không phải là chuyên ngành về kế toán thì các bạn cũng có thể làm được. Khi mà các bạn chuyển sang phần nhập này này, các bạn đọc cái hướng dẫn nhập này, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn nhập này, sau đó thì các bạn làm theo. Đây là cái giải pháp cho những doanh nghiệp mà ít phát sinh trong cái đại dịch Covid vừa rồi, đại dịch Covid năm 2021. Các bạn doanh nghiệp các bạn mà chưa có phần mềm và cũng ít phát sinh thì có thể hoàn toàn có thể sử dụng cái này để làm một báo cáo cho năm 2021 này được. Thì các bạn nào mà có nhu cầu sử dụng cái phần mềm này thì có thể liên hệ với số Zalo 0982 60 90 92 để được tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.